dùng 3 ngày thôi. Các chị đi vệ sinh thì rất là đen luôn. Bởi vì trong đây nó có chất xơ là nó đào thải ra rất là sạch luôn. Ai bị đau tử á, các chị hỗ trợ dinh dưỡng này đi, 15 ngày là kết thúc. 15 ngày là kết thúc. Ai bị chỉ nội chỉ ngoại dùng 2 tháng là kết thúc. Hỗ trợ thêm dinh dưỡng. Viên lãnh đạo Thiên chia sẻ đó là tại sao phải bảo vệ sức khỏe. Cách đây 3 năm về trước, nếu nói về sức khỏe thì ai bệnh thì mới đi trị bệnh. Nhưng mà đến thời điểm này, nói đến sức khỏe thì rất là nhiều người quan tâm, bởi vì một trận dịch Covid xảy ra. Các chị lúc mà giãn cách xã hội ở nhà đó, các chị có xem những đoạn TikTok, Facebook ở trên Facebook không? Ở bên nước ngoài người ta gãi tiền từ ở trên lầu gãi xuống, bởi vì lúc này tài sản không còn ý nghĩa nữa, bởi vì cái chết với cái sống nó liên kề với nhau. Cho nên sau một trận dịch Covid thì lúc này người ta mới cảm nhận được cái việc mà chăm sóc sức khỏe vô cùng là quan trọng. Cho nên ngày hôm nay trời mưa mà các chị có mặt ở đây dành cho tất cả chúng ta một tràng pháo tay các chị. Nói về dinh dưỡng, cách đây 5-6 năm về trước thì mình cũng chưa quan tâm đến thực phẩm bổ sung. Nhưng hiện tại bây giờ, tại sao có nhiều ngành nghề, bên ngành y và tiệm thuốc tây, tất cả những nơi liên quan về sức khỏe họ có thực phẩm bổ sung. Và gần đây mình nghe thực phẩm bổ sung rất là nhiều. Tại sao các chị? Cách đây khoảng 20 năm về trước, bệnh bán con gà là có thể trị bệnh được. 10 năm về trước, bán con heo, con bò là trị bệnh được. Nhưng đến thời điểm này, khi mà có bệnh rồi, bán cả tài sản đôi khi chị buông được. Đúng không anh chị? Cho nên ngày hôm nay mình phải cảm nhận được sức khỏe nó quan trọng như thế nào, và tại sao phải bổ sung dinh dưỡng, và tại sao bây giờ phải có những cái lớp mà thực phẩm bổ sung, và hồi xưa với nay nó khác nhau chỗ nào. Xin mời các chị xem một đoạn video clip. Năm 1950, nếu như chỉ cần một quả táo là đủ vitamin cho cơ thể trong một ngày, thì ngày nay có thể bạn cần phải ăn đến 10, 20 quả hay thậm chí là nhiều hơn nữa. Một số loại trái cây, rau củ đã trở nên to xác. Tuy mật độ năng lượng calo có thể không thay đổi, nhưng thực ra chúng khá là rộng về dinh dưỡng. So với năm 1950, quả táo ngày nay nhìn bề ngoài bắt mắt hơn, nhưng hàm lượng các chất dinh dưỡng đã giảm sút nghiêm trọng. Quả cam ngày nay có hàm lượng sắt ít hơn 5 lần. Sau 50 năm phát triển, khoai tây đã mất đi một nửa lượng vitamin C, sắt và một phần tư lượng canxi. Do đó, có thể bạn sẽ cần ăn đến 5 trái chuối, 10 trái cam và 26 trái đào để có được lượng vitamin A tương đương đáp ứng cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Vậy các vitamin đã đi đâu mất? Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm và khẳng định thực trạng đồ ăn bị suy dinh dưỡng được xuất phát từ một số nguyên nhân như: thứ nhất, phương pháp canh tác hiện đại với mật độ cây trồng cao, lạm dụng quá nhiều các loại thuốc trừ sâu và phân bón, làm thúc đẩy tốc độ phát triển của cây nhưng cũng làm giảm thời gian cần thiết để cây tạo ra và cố định các chất dinh dưỡng cần thiết. Thứ hai, kỹ thuật thâm canh rút kiệt độ bảo quản của đất khiến đất trở nên nghèo dinh dưỡng. Kết quả là cây trồng suy dinh dưỡng, rau quả to xác bị phân hóa học và chất kích thích tăng trưởng nhưng không còn bị đậm đà và những dưỡng chất nguyên sơ. Thứ ba, nhiều sản phẩm nông nghiệp thường được trồng ở một nơi, sau khi đóng gói ở một nơi và tiêu thụ ở một nơi khác bằng cách có thể là đổ vào trái đất. Thời gian từ khi thu hoạch đến lúc được ăn tương đối dài như thế đã làm giảm giá trị dinh dưỡng. Thứ tư, để đảm bảo trái cây đều và đẹp, thiết bị dập nát hư hao, người ta đã thu hái ngay từ lúc chúng chưa kết thúc quá trình tích lũy dưỡng chất. Một số loại trái cây nếu hái sớm thì lượng vitamin C coi như bằng không. Vậy chúng ta nên làm gì? Giải pháp hiện nay không thực sự có nhiều và cũng chỉ là đối phó khi vấn đề không được giải quyết từ gốc. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng một số biện pháp cơ bản nhất như sau. Thứ nhất, nên chấp nhận thực phẩm mùa nào thích nấy, vùng nào thích nấy, thuận theo tự nhiên. Thứ hai, mua rau quả tươi, tốt nhất là các loại thực phẩm trồng theo phương pháp hữu cơ hoặc dân dã truyền thống không dùng nhiều hóa chất. Thứ ba, đối với rau củ quả, bạn không nên ngâm rửa nhiều quá. Điều đó không có tác dụng nhiều trong việc loại bỏ các loại hóa chất đã ngấm vào sâu trong đó mà chỉ phá hủy thêm các vitamin. Giải pháp dài hạn và bền vững là chúng ta cần học hỏi và áp dụng trồng trọt theo mô hình nông nghiệp sinh thái, tái tạo và giữ gìn hệ sinh thái, trồng trọt thuận theo tự nhiên. Như vậy, nền nông nghiệp mới có thể xanh trở lại. Để làm được như thế, cần có sự thấu hiểu và chung tay của cả cộng đồng. Đó là về dinh dưỡng. Theo các chị dinh dưỡng là gì?
quen rồi, bệnh thì uống thuốc, nhức thì uống thuốc nhức, rồi đau thì uống thuốc để giảm đau. Vậy thì ngày hôm nay có một cái khái niệm mới, đó là dinh dưỡng. Vì theo các chị, dinh dưỡng là cái gì? Dinh dưỡng theo các chị, dinh dưỡng là cái gì? Thức ăn. Thức ăn cũng chưa chắc gọi là dinh dưỡng. Rồi bây giờ các chị nhớ đó nè, thường mình đi chợ á là mình mua gì? Mua rau, mua cá, mua thịt, mua tất cả thực phẩm đúng không? Mình đi chợ nè, mình mua tất cả những đó gọi là thức ăn. Vậy thì thức ăn về các chị làm gì tiếp theo? Chế biến, rửa. Cái nào ăn không được thì bỏ. Rồi khi vào cơ thể của mình, thông qua cái cơ giới hệ tiêu hóa hồi nãy các chị xem đoạn video clip, thì cái nào còn dư thì đào thải ra bên ngoài, thì cái hấp thu vào cơ thể của mình gọi là dinh dưỡng. Cho nên ngày hôm nay dinh dưỡng là thức ăn trừ đi gì khác thì mới gọi là dinh dưỡng. Cho nên mình nói thức ăn là dinh dưỡng cũng chưa chính xác. Ví dụ như mình mua một cái trái cà chua về đi, mình ăn thì cái không cần thiết phải loại bỏ ra, cái còn lại gọi là dinh dưỡng. Có một trái cà chua mua ngày 23 tháng 8, 2023 đến thời điểm này vẫn chưa hưng. Bách! Các chị tin không? Ở trên văn phòng mình thấy còn để cái cà chua đó, ghi lại coi bao giờ nó hưng. Nhưng mà đến thời điểm này 1 tháng mấy 2 tháng rồi vẫn chưa hưng. Vậy thì nếu như mình không phát hiện ra mình ăn cái đó dùng bệnh không? Bệnh. Tại vì sợ thuốc. Rồi một tháng mấy mà để bên ngoài không bỏ vào tủ lạnh luôn, để ở bên ngoài đó mà nó không hưng. Vì theo cái gì mình ăn cho mình chết không? Chết chắc luôn. Cho nên ngày hôm nay mình phải hiểu được cái dinh dưỡng đóng vai trò như thế nào đối với cơ thể của chúng ta. Giống như phần chia sẻ của anh Thiên, khi nào mình bệnh thì mình uống thuốc, nhưng để phục hồi phải có dinh dưỡng hỗ trợ thêm thì mới phục hồi được. Giống như ở nhà mình trồng cây sầu riêng đi, lúc mà bị sâu cái gì làm gì? Xịt thuốc. Nhưng cái việc tiếp theo đó là tưới nước, bỏ phân, chăm sóc để cho cái cây nó phát triển lên. Nhưng mà có một cái suy nghĩ đó là sai nè. Mình bệnh cái mình nói uống thuốc đi, uống thuốc khi nào hết thì thôi, thay bên chị đó nổi không? Chưa chắc. Về phải ăn uống điều độ, đủ dinh dưỡng nữa thì mới có khả năng phục hồi. Cho nên ngày hôm nay các chị đến đây, các chị học về dinh dưỡng, đó là sứ mệnh của cả gia đình, dành cho cả nhà mình làm có tay. Như bây giờ là mỗi ngày mình ăn thì mình ăn cái gì? Mỗi ngày mình ăn cái gì các chị? Ăn gì? Cơm, bún, phở, thịt, cá, rau củ, trái cây, có nhiều uống bia, thuốc nữa. Rồi, vậy thì mục tiêu mình ăn này để làm cái gì? Để sống. Nhưng có nhiều người ăn cũng có sống được đâu. Ăn để no. Ăn để làm cái gì? Khi mình ăn vào cơ thể của mình thì phải chuyển hóa thành dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì cái gì mà đạm, thịt cá thì nó chuyển thành chất đạm, người ta gọi là protein, còn hơi gọi đơn giản đó là chất đạm. Vậy thì ăn cái gì mà thịt cá chín sữa, các loại hạt, các loại đậu là nó có chất đạm. Vậy thì mục tiêu mình ăn để chuyển thành chất đạm để đi nuôi cơ thể của mình, để đi nuôi cơ thể của mình. Ăn thịt gà, thịt bò quan trọng là ăn cái đó có đạm để nó nuôi cơ thể là được. Cho nên các chị thấy nhiều người cũng có ăn, đâu ăn mặn đâu, ăn chay, nhưng tại sao vẫn có đạm? Bởi vì trong rau củ vẫn có đạm. Cho nên ngày hôm nay ăn cái
rau củ quả trái cây để nó chuyển thành nhóm vitamin, nhóm khoáng chất. Ví dụ như vitamin B, vitamin C, canxi, magie, sắt, đồng, kẽm, đó là nhóm vi lượng. Rồi mình ăn trong thịt cá, trứng, sữa nó có dầu mỡ, chất béo thì nó biến thành axit béo. Rồi trong rau này có chất xơ. Và đây là cái combo mà cơ thể cần đạt. Vậy thì không quan trọng là ăn cái gì, mà ăn làm sao không biết là đủ được cái combo đó là khỏe. Được không? Được. Vậy đây nè, trong cái combo dinh dưỡng này nè, có rượu không? Có bia không? Cho nên uống rượu bia là chết chắc. Tại vì cơ thể mình đâu cần đâu. Vậy thì chung quy lại người ta gọi có ba nhóm, đó là nhóm đa lượng. Đa lượng là cần số lượng nhiều cho nên người ta gọi là đa lượng. Ví dụ như cơm nè, bún là các chị cần số lượng nhiều để có năng lượng để mình hoạt động. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm vi lượng, cần số lượng rất là ít. Ví dụ như vitamin B, C, canxi gần cần rất là ít nhưng thiếu là không được. Ví dụ đa lượng giống như xăng xe đó, xăng thì mình cần rất là nhiều nhưng mà nhớt thì cần rất là ít. Nhớt là gì? Là vi lượng. Cho nên ngày hôm nay xăng là nhóm đa lượng, nhớt là nhóm vi lượng cho mình dễ hiểu. Nếu như một người nào đó ăn vào mà thiếu chất đạm thì mình có nguy cơ da bị chảy xệ, dễ bị lão hóa, dễ bị thiếu máu. Ở đâu có đạm là ở đó có sự sống, ở đâu thiếu đạm là ở đó không có sự sống. Tóc của mình cũng từ đạm nè, lỗ tai cũng từ đạm nè, lỗ mũi cũng từ đạm nè, móng tay cũng từ đạm. Ai mà cái móng tay dễ gãy thì đang có dấu hiệu thiếu chất đạm. Rồi các chị giơ cái móng tay cái mình lên, giơ lên các chị giơ, các chị bấm cái móng tay cái mình vô mạnh thì là mạnh, rồi sau đó buông ra, các chị nhìn cái móng tay của mình, nếu như nó phình ra liền là tương đối đủ đạm. Còn mình bớt vô cái mình buông ra chút xíu nó mới phình ra là các chị đang thiếu độ đạm, rồi là thiếu chất đạm. Là mình biết mình bổ sung chất đạm vô. Được không? Rồi. Ai ở đây nè, mình giơ cái tay mình lên như thế này. Ngay chỗ này nè, nó bị thòng xuống giống như đưa dẫn vậy đó. Có không? Là đang thiếu chất đạm. Bởi vì cái độ xanh chất nó không có. Cho nên về mình bổ sung vô. Rồi ai ở đây mình cảm thấy đi bộ khoảng 500 mét là mình đã mệt rồi, giơ tay. Thiếu chất đạm. Mình không có độ dẻo dai về bổ sung chất đạm vô là tự động đi bộ luôn mà, thậm chí chạy bộ luôn cũng mệt đấy. Đó là chất đạm. Rồi tinh bột, tinh bột là cơm, bún, bánh mì. Ai mà ăn thiếu cái này thì không có năng lượng, dễ bị mệt và đặc biệt là không tạo máu được, rất là dễ bị mệt. Cho nên phải đảm bảo được cái nhóm tinh bột này. Rồi nhóm vitamin, nhóm khoáng chất. Ví dụ như thiếu vitamin C thì chảy máu mũi nè. Rồi sức huyết dưới da dễ bị vấn đề về phòng tiếng dưới da thì người ta gọi là chó ma cắn đó, nhưng mà không phải là do thiếu vitamin C. Rồi ai thiếu canxi thì thường xuyên cái móng tay dễ gãy, bị xước, bị dễ gãy. Rồi đau nhức tê tay tê chân là thiếu canxi. Thì mình biết cái những cái dấu hiệu đó về cái gì bổ sung vô là sức khỏe của mình sẽ tốt. Đó là những dấu hiệu. Rồi ai mà thiếu axit béo thì dễ bị viêm, bị nhiễm. Ai bị dễ viêm nhiễm á, cái gì về bổ sung omega 3 thì vô là nó phục hồi rất là tốt. Rồi ai mà thiếu chất xơ đây, táo bón, bị dị nội dị ngoại, đầy hơi khó tiêu, ăn vô chút xíu là đi ra ngoài liền là đang thiếu chất xơ. Cho nên ngày hôm nay mình hiểu được cơ thể mình cần dinh dưỡng này để mình về mình bổ sung vô là cơ thể mình khỏe. Được không? Thì nếu như một ngày cơ thể mình từng theo độ tuổi thì mỗi một người cần cái lượng khác nhau, nhưng cho dù da trắng da đen, lùn cao mập gì không biết nhưng cũng cần dinh dưỡng này. Ai cũng cần dinh dưỡng hết, sinh ra là đã cần cái nhóm này. Rồi bây giờ mời các chị xem một đoạn video clip để cơ thể mình cần dinh dưỡng gì. Là nhà khoa học dinh dưỡng. Bất kể bạn là ai, bạn đến từ đâu và bạn bao nhiêu tuổi, thì tất cả chúng ta đều có một nhu cầu dinh dưỡng nền tảng giống nhau. Những nhu cầu bạn bắt đầu với nhóm dinh dưỡng
năng lượng, bao gồm chất đạm, chất béo và chất bột đường. Tiếp theo là nhóm dinh dưỡng vi lượng, bao gồm vitamin và khoáng chất. Và cuối cùng là nhóm dinh dưỡng thực vật, những chất dinh dưỡng từ các nguồn thực vật. Chúng ta hãy tưởng tượng về một ngôi nhà, trong đó chất đạm chính là những viên gạch xây dựng nên ngôi nhà của mình. Chất đạm hỗ trợ sự phát triển và là thành phần cấu tạo nên các tế bào của cơ thể. Vitamin và khoáng chất là thực phẩm kết nối những viên gạch lại với nhau, cùng nhau thực hiện hàng trăm vai trò trong cơ thể, giúp duy trì sự sống và giúp chúng ta có sức khỏe nền tảng siêu chắc. Dùng chất thực vật chứa đầy lớp sơ bao ngoài là để bảo vệ bề ngoài các viên gạch và lớp lượng kết nối chúng. Omega 3 là chất béo thiết yếu hoạt động như một hệ sóng điện, giúp duy trì hoạt động điện nhà của ngôi nhà. Tương tự như việc omega 3 hỗ trợ sức khỏe trí não và sức mạnh trong cơ thể. Nếu bạn không ăn đủ những dinh dưỡng cần thiết thêm, thì cơ thể của bạn sẽ suy yếu. Đó là lý do Nutrilite cho ra đời và sản phẩm giải pháp dinh dưỡng nền tảng kết hợp cho tất cả mọi người. Khi bạn không cung cấp đủ dinh dưỡng mắt cho cần, gói giải pháp dinh dưỡng nền tảng là một trong những giải pháp hiệu quả, giúp bạn lấp đầy những thiếu hụt dinh dưỡng. Rồi, vậy thì tùy theo độ tuổi, rồi tất cả mọi người cũng cần cái nhóm đa và vi lượng. Vậy thì ví dụ như canxi đưa vào cơ thể của mình thì độ tuổi nhỏ dùng theo liều lượng nhỏ, rồi lớn tuổi hơn nữa thì cần cái hàm lượng nhiều hơn. Cho nên tùy vào độ tuổi thì hàm lượng khác nhau, nhưng chung quy về dinh dưỡng thì ai cũng cần nhóm đa lượng và vi lượng. Vậy thì cái cơ bản là các chị phải nhớ dinh dưỡng là cái đó. Bây giờ ngày hôm nay tại sao mình vẫn ăn nhưng hiện tại bây giờ mình vẫn có bệnh? Tại sao mình ăn mà vẫn bệnh hết vậy? Tại sao? Mỗi một ngày mình vẫn ăn bình thường nhưng tại sao lâu lâu vẫn bệnh? Tại sao? Hồi nãy có chị nào nói ăn vô no là được, cũng chưa chắc. Ăn vô no mà thiếu dinh dưỡng chưa chắc khỏe. Cho nên ngày hôm nay mình đâu có dịch ăn đâu, nhưng tại sao mình vẫn bệnh? Bởi vì đơn giản lắm, cơ thể mình cần hồi nãy là nhóm đa lượng đúng không, vi lượng đúng không, dưỡng chất thực vật đó là chất xơ. Nhưng mỗi một ngày mình ăn vào thì nó có hai trường hợp. Một đó là ăn thiếu chất. Cái trường hợp thứ hai đó là đủ chất. Vì nếu như mình ăn đủ chất thì sao? Cơ thể mình khỏe mạnh. Vì nếu như ngày hôm nay mình ăn thiếu thì sao? Có triệu chứng thiếu hụt. Ví dụ như thiếu canxi thì bị tê tay tê chân, thiếu chất đạm thì da gãy xệ, thiếu sắt bị thiếu máu, rồi thiếu một số cái dinh dưỡng đó thì sẽ biểu hiện ra triệu chứng của cơ thể mình. Vì ngày hôm nay mình ăn đủ dinh dưỡng thì khỏe mạnh, nhưng mình ăn thiếu dinh dưỡng thì cơ thể sẽ xuất hiện triệu chứng. Vậy thì khi mà xuất hiện triệu chứng rồi, nó có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là không bổ sung. Trường hợp số 2 đó là bổ sung, tức là mình xem mình thiếu cái gì mình bổ sung vô. Mình biết mình thiếu canxi, mình bổ sung canxi vô. Mình thiếu vitamin C, mình bổ sung vitamin C vô. Mình thiếu chất đạm, bổ sung chất đạm vô thì cơ thể mình khỏe. Giống như xe hết xăng đổ xăng như vậy được không? Được. Rồi bây giờ xe hết nhớt rồi, châm nhớt vô thì chạy được bình thường. Nhưng nếu như mình xe mình hết xăng, mình không châm vô, rồi hết nhớt mà không chịu thay, mình mà không châm vô thì sao? Bệnh. Ví dụ như hết nhớt thời gian là banh lóc máy luôn. Vì cơ thể mình là có triệu chứng thiếu hụt mà mình không chịu bổ sung vào thì lâu ngày mình sẽ xảy ra. Ví dụ như thiếu canxi bị TTT chút xíu, không chịu bổ sung canxi thì vài bữa bị loãng xương luôn á. Vài bữa bị nhức, bị mỏi, bị đau. Rồi mình có triệu chứng đó là đường cao mà không chịu bổ sung dinh dưỡng để phục hồi lại, vài bữa xảy ra bệnh tiểu đường. Mà bệnh tiểu đường xong chưa có chết đâu. Tới giai đoạn gì nữa các chị biết không? Có hai cái trường hợp nữa. Bệnh mà có giải pháp đúng thế khỏe mạnh. Cho nên tại sao người ta tiểu đường ta hết mình không hết? Rồi tại sao có người người cũng bị này bị kia nhưng ta hết mình cũng bị nhưng không hết? Bởi vì giải pháp chưa có đúng. Rồi bệnh xong có giải pháp đúng thì cơ thể mình khỏe, nhưng không có giải pháp thì sao? Người chết đâu?
biến chất. Đâu phải chết vậy chứ gì? Biến chứng xảy ra. Ví dụ như tiểu đường thời gian này không có giải pháp đi, các chị uống thuốc rồi chích insulin thời gian này bị gì? Tháo khớp. Bị gì? Mờ mắt. Suy giãn tĩnh mạch. Rồi biến chứng rất là nhiều xảy ra luôn, rồi sau đó cuối cùng là phải chết. Ai có nói từng ngỗng đó? Ở dưới quê gọi là từng ngỗng là chết rồi đó. Còn thường gọi là đứt bóng đó, đứt bóng. Vậy thì ngày hôm nay nè, ngay chỗ này, đi đến chỗ này, nó gấp lại nhanh 6 tháng là biết mình như thế nào rồi. Tại vì cơ thể mình 6 tháng thay mới một lần. Trong quá trình 6 tháng mà các chị ăn uống không đủ dinh dưỡng, không bổ sung thì cơ thể mình thay mới tế bào. Nếu như mình đưa vào nguyên liệu tốt thì sức khỏe mình 6 tháng tới sẽ tốt. Còn nếu như 6 tháng qua mình ăn uống không có tốt thì tương lai mình sẽ bệnh. Cho nên đó là lý do tại sao người ta đi kêu mình đi khám bệnh 6 tháng định kỳ một lần đó. Ở đây ai thường xuyên 6 tháng đi khám lần đâu vô đây? Tại sao mình không đi khám các chị biết không? Tại vì sợ khám xong nó lòi ra nhiều bệnh. Cho nên thôi, khỏi đi khám nó mất công lắm. Đôi khi bị nhức gì đó đi khám xong lòi ra bệnh khác không dịch. Cho nên sợ quá không đi khám. Cho nên ngày hôm nay á, cơ thể mình rất là đơn giản. Mình biết mình ngăn chặn cái giai đoạn nào thì mình khỏi xảy ra cái lúc đau thương. Ví dụ bây giờ đó, mình biết mình thiếu chất rồi. Thông qua triệu chứng thiếu hụt thì bây giờ mình coi mình thiếu cái gì. Ví dụ như thiếu đạm, thiếu canxi, thiếu C. Thì bây giờ đơn giản lắm, coi cái thực phẩm bổ sung nào đó mua bổ sung vô. Mình biết mình thiếu cái gì thì các chị mua thực phẩm bổ sung vô. Bổ sung vô cái thương hiệu nào cũng được. Nâng New Zealand là số 1 cho nên chọn New Zealand là số 1 nên bổ sung. Chứ không phải là đến đây mình phải mua dinh dưỡng này. Mà tới đây các chị phải hiểu được cái cơ thể mình cần dinh dưỡng nào. Mình xem mình thiếu cái chỗ nào, rồi sau đó các chị chọn cái thực phẩm bổ sung nào phù hợp, tốt để cái gì bổ sung vô là được. Nhưng mà ngày hôm nay đến đây hồi sáng giờ nghe hiểu, biết được cơ thể mình thiếu dinh dưỡng gì, và các chị thấy được New Zealand minh họa nữa, thấy tốt thì các chị chọn New Zealand. Được không? Cho nên ngày hôm nay mình phải ngăn chặn cái chỗ này nè. Chứ đừng đến chỗ này thì phải đi trị bệnh thì cả gia tài cũng không chịu được. Vì ngày hôm nay làm sao để có một ngày khỏe mạnh? Theo cái gì một ngày mình làm gì để có sức khỏe tốt? Một ngày mình làm cái gì để có sức khỏe tốt? Làm gì? Thể dục. Cái gì nữa? Đôi khi thể dục không cũng vừa tốt nha. Ngủ nghỉ. Tối ngày ngủ thôi vậy đó hả? Hay là tối ngày mà thể dục thôi? Có nhiều yếu tố lắm. Vậy thì một ngày mình làm cái gì? Một ngày cơ thể khỏe mạnh đầu tiên đó là hít thở. Có ai mà không hít thở mà sống được không? Cho nên cái lượng oxy hít vào phải tốt, phải chất lượng. Cho phép chị hỏi ai ở đây đã từng biết cách hít thở rồi chưa ta? Đôi khi là đó giờ mình hít thở cái thằng sẽ nóng đúng nha. Ai đây dễ thường xuyên mệt đâu giơ tay? Dễ mệt là hít thở có vấn đề. Rồi ai thường xuyên bị ho, thường xuyên xảy ra đâu giơ tay? Rồi anh chị nào, cô chú nào đang bị huyết áp giơ tay? Bị huyết áp là tập hít thở lại là cải thiện vấn đề này. Vậy thì theo cái chị hít thở như thế nào là đúng? Hít thở sao là đúng? Hít sao? Hít vô thở ra hả? Bây giờ hít sao cho đúng nè. Rồi bây giờ các chị muốn biết cách hít thở đúng không? Biết. Rồi. Rồi 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 bây giờ ai bị huyết áp thì các chị về chỉ tay nha. Không bị huyết áp thì hít thở được. Tại vì không bị huyết áp thì thở mà. Rồi, đầu tiên các chị chuẩn bị một cốc nước. Rồi, cho chơi cũng
Rồi sau đó đi vào tắm thì cái nước mình chuẩn bị tắm á phải ngậm vào cái miệng của mình.
điều hòa nhiệt độ. Ngậm vô khoảng 5-10 phút, sau đó các chị tắm là tắm từng vai tắm xuống dưới. Đừng có tắm gội đầu chứ. Tế bào não nó chết hàng loạt ngày bữa quên rồi đủ rồi Covid. Ai đây gặp cái chị phá xe đi kiếm chị phá xe đâu chị đây. Rồi ai đây gặp chiếc điện thoại mà kiếm điện thoại tôi đâu rồi. Là quên đó. Là một phần cũng ảnh hưởng vô ở chỗ này nè. Dù cái đực có cái gội đầu trước thì tế bào não nó chết hàng loạt. Ai đây đang nuôi trẻ em của mình dưới 5-6 tuổi rồi giờ ta. Mình tắm nó đi tắm á, thường cái gì làm gì đầu tiên? Gội đầu đầu tiên là sai rồi đó. Phải tắm từ cái vai xuống trước, cái đầu là gội cuối cùng. Rồi vài bữa là tắm cái đầu dưới đi. Tế bào não nó chết nó không thông minh. Rồi đổ thừa con mình không thông minh con người ta. Thông minh hay không thông minh á là do mình á, cái giai đoạn mình bổ sung dinh dưỡng vô, mình tắm đúng cách thì nó sẽ thông minh, chứ không phải đầu bự hay đầu nhỏ đâu. Quá vàng tắm bao nhiêu lần? Rồi tắm 2 lần thì uống 2 ly. Rồi cái ly tiếp theo là trước ngủ 45 phút, 30 phút, 45 phút gì đó trước khi ngủ. Tại sao phải uống trước ngủ? Trong quá trình mình ngủ 6 tiếng đến 7 tiếng đồng hồ, máu phần nó xu hướng đặt lại. Uống ly nước này vào để cho đừng có bị đặt cái máu lại, làm cho máu mình đảm bảo được lưu thông tốt thì không bị tê tay tay chân. Ai mà bị máu đặt đôi khi ngủ xong nó sáng giấc luôn á. Cho nên uống cái ly này để phòng tai biến và đột quỵ, được không? Mà tại sao phải uống trước 30 phút 45 phút? Tại vì mình uống liền mình đi ngủ xíu mất tiểu xanh. Cho nên uống xong để họ đi vệ sinh xong rồi đi ngủ, được không? Vậy bây giờ là một ly, nhiêu ly rồi? 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly đó, 7 ly. Rồi trong quá trình mà cái nhìn ngồi đấy này nè, uống nước vô. Uống nước lúc nào là tốt nhất? Không phải đợi khác mới uống, mà lúc nào có chai nước uống liền là tốt nhất. Cho nên uống nước liền rồi em chứ đi. Uống liền. Người ta nói uống nước trước khi khát nước, chứ không phải đợi khác mình uống. Mình đợi khác mình uống là lúc đó cơ thể mình báo động rồi đó. Mình đã báo động rồi đó là mình uống là sai rồi. Cho nên ngày hôm nay uống từng động vào thì cơ thể mình sức khỏe là tốt. Đây. Về mình coi được bao nhiêu ký, mình quy ra mình coi uống được bao nhiêu nước nha. Rồi cái số 3 đó là dinh dưỡng. Dinh dưỡng. Rồi. Cái việc đầu tiên là hít thở xong nè. Hít thở xong là uống nước đủ, nhưng phải đảm bảo được cái lượng dinh dưỡng vào cơ thể của mình. Bây giờ một ngày các chị ăn bao nhiêu buổi? 3 buổi. Sáng, trưa, chiều. Có số người ăn buổi tối nha. Rồi có nhiều người ăn buổi khuya nữa. Nhưng cái bữa chính là 3 buổi. Sáng, trưa, chiều. Ví dụ như ngày hôm nay có hạn điểm 10 đấy. Thì theo các chị mình chia ra mỗi buổi bao nhiêu điểm? Ví dụ như 10 điểm thì buổi sáng chiếm bao nhiêu điểm? 6 điểm. Buổi trưa 3 điểm, buổi chiều 1 điểm. Rồi ai này có ý kiến gì nữa không? Sáng 7 điểm, 2 điểm, 1 điểm. Nhưng mà hiện tại bây giờ các chị thấy ở bên ngoài nè, để em cho điểm nó đúng không nha. Buổi sáng 1 điểm, đó là ăn gói xôi, ổ bánh mì. Buổi trưa 3 điểm, buổi chiều 6 điểm, buổi tối thêm 1 buổi nữa, đó là trừ 5 điểm. Nhưng có một cái thực tế như thế này nè, buổi sáng thường có thời gian ăn, tại vì con phải đi học, mình phải đi vào cơ quan gấp, cho nên ăn vô sợ trễ giờ. Rồi sau đó buổi chiều, 5-6 giờ chiều là nơi mình có nhiều thời gian nhất. Con cái đi học về, anh em đi về đi làm, gom lại nấu lẩu ăn, sau đó chút xíu cùng nhau đi ngủ, cho nên gây nhiệm mỡ. Đúng không? Cho nên đôi khi mình ăn cũng
người ta khuyên mình ăn buổi sáng là chiếm 7 điểm. Chiếm 7 điểm ở đây không phải là ăn 77 phần nha, là đang nói về tầm quan trọng, chứ không phải lấy 7 phần ăn vào buổi sáng. Cái buổi trưa ăn có 2 phần. Tầm quan trọng là buổi sáng chiếm 70%. Vì nếu như mình không ăn sáng mình bị cái gì? Thế có gì bị gì? Tao vô tử. Rồi bị cái gì? Sinh động video clip. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, các bác sĩ ở Hàng Châu, Trung Quốc đã thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài 6,5 tiếng đồng hồ để đắp 200 viên sỏi trong mật của những bệnh nhân nặng trần. Bệnh nhân năm nay 45 tuổi, kiếm sống bằng nghề thu hoạch nhiều thông. Suốt 10 năm qua, người phụ nữ này thường xuyên không ăn sáng hoặc là chỉ ăn các thức ăn dư thừa với thời gian thất thường. Và hậu quả là bà thường xuyên phải chịu những cơn đau bọc bụng. Trong thời gian này, bà Trần được nhiều bác sĩ ở bệnh viện tuyến dưới đề nghị phẫu thuật, nhưng người phụ nữ này rất sợ nên không dám làm. Cho đến khi không thể chịu đựng được những cơn đau, bà đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ sau khi lắp ra 200 viên sỏi trong túi mật đã khẳng định rằng những viên sỏi này có thể đã hình thành do bệnh nhân đã thường xuyên bỏ bữa sáng trong hơn một thập kỷ. Theo bệnh viện, một số viên sỏi còn to như quả trứng. Bác sĩ cho rằng khi một người không ăn sáng, túi mật của họ sẽ ngừng co giãn, điều này có thể gây tiếp tục dịch mật trong túi mật. Có nhiều thói quen sống có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường, trong đó bỏ qua bữa sáng lại là một trong những thói quen làm tăng nguy cơ tiểu đường loại 2. Nghiên cứu đăng trên tạp chí dinh dưỡng cho thấy bỏ bữa sáng dù chỉ một ngày một tuần cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 lên 6%. Việc nhịn ăn cho đến buổi trưa gây ra đột biến lượng đường trong máu lớn, tăng đường huyết sau ăn và làm suy yếu các phản ứng insulin của bệnh nhân tiểu đường loại 2 trong suốt thời gian còn lại của ngày. Bữa sáng rất quan trọng, chúng ta không nên bỏ bữa sáng. Bữa sáng sẽ giúp khởi động quá trình chuyển hóa trong cơ thể, giúp chị đó trở nên nhuần nhuyễn và trôi chảy hơn. Là đau vô tử là thấy dễ kiếp nè. Tại sao bị đau vô tử? Buổi sáng lúc mình ngủ 6 tiếng 7 tiếng đồng hồ thức dậy mình có ăn không? Vậy thì lúc này rất là cần năng lượng để sinh hoạt nguyên một ngày. Vậy thì cho dù mình ăn hay không ăn thì axit dịch vị và tiết ra để tiêu hóa ra. Vậy nếu như mình không ăn thì axit dịch vị sao? Dừng. Nồng độ nó sẽ cao. Và các chị biết cái dịch axit này nè, cái hàm lượng nồng độ nó đến lúc mà các chị múc cái đó ra đi, người ta có một thí nghiệm á, múc cái axit dịch vị này ra bỏ cây đinh vào, 2 ngày nó mất tiêu cây đinh. Cho nên ngày nay mình không ăn gì thì axit nó sẽ dư, mà dư thì làm tổn thương lớp niêm mạc của dạ dày. Bị đau lâu lâu có bị đau nhưng nặng hơn là bị gì? Viêm lớp. Và cuối cùng là xuất huyết và ung thư vào bệnh. Cho nên ai mà không ăn sáng thường xuyên hoặc là mình ăn cái gì đó thực tế mặc đi cà phê sữa đó, thì các chị nguy cơ đau này thì rất là cao. Cho nên đó lý do tại sao á, hỏi gì này bị đau tử nhiều năm rồi, ta nói mấy chục năm rồi, rồi đau tử nhiều năm rồi, 3 năm, 5 năm rồi, nhưng cuối cùng cũng hết, bởi vì đơn giản đôi khi cái việc ăn sáng không đúng cách, cái nồng độ axit nó cao làm cho tổn thương lớp niêm mạc và bị viêm, bị lết bụng tinh nặng hơn. Rồi cái điều số 2 là bị cái gì? Bị gan, nhiễm mỡ. Các chị để ý nè, buổi sáng á, ví dụ như 7 giờ mình đói, cái mình không có thời gian ăn, cái mình ghén nó nhìn qua cái chung, nhìn qua cái cơm đó, tới 8 giờ hết đói. Hết đói là không ăn á, không ăn bằng hết đói, hình không? Ví dụ như chút xíu là 12 giờ các chị đói đúng không? Giá bộ không ăn thì 1 giờ hết đói. Có chị nào đã trải qua cái cảm giác này chưa? Tức là mình ăn, tới lúc đói không ăn, nhưng nhìn tiếng hồ sao hết đói. Tại sao? Tại vì lúc này á, cơ thể mình rất là hay.
hơn. Ví dụ như cơ thể mình cần một bữa là 10 đơn vị một buổi ăn, nhưng buổi trưa này mình đói quá mình ăn tới 20 đơn vị thì có phải là dư 10 đơn vị? Mà dư 10 đơn vị năng lượng thì cái chỗ nào mà dư năng lượng thì đó biến thành mỡ. Cho nên ăn vào gan chuyển hóa không hết, dư năng lượng trong gan người ta gọi là gan chuyển mỡ. Và theo một thời gian thì người ta phát hiện ra mỡ trong gan, bởi vì cái tế bào gan của mình đó, nó ít hơn tế bào mỡ, và cuối cùng là xơ gan và ung thư gan. Cho nên ngày hôm nay ai bị gan nhiễm mỡ máu, nhiễm mỡ tiểu đường, tập trung thay đổi ăn sáng lại đúng cách là sẽ phục hồi. Rồi, chưa lâu tới buổi chiều nè, chiều tối sum họp gia đình, ăn lẩu, nhậu, đúng không? Rồi bây giờ nè, khoảng 7-8 giờ tới, 8-9 giờ cái gì đi đi về dài đường ở Cần Thơ đi, quá căng đầy luôn á. Bởi vì thời điểm đó người ta có thời gian đi ăn, nhưng ăn giai đoạn này xong thì bị dư năng lượng nữa, thì mỡ nó trong gan nữa, thì cuối cùng bị gan nhiễm mỡ. Cho nên các anh chị thấy á, ăn tối rất là dễ bị mập, bởi vì năng lượng nó tiêu hao không có được. Thì bây giờ năng lượng nó dư thì tế bào bụng của mình nè, nó mỡ nó dày ra, người ta gọi là tế bào mỡ dưới da. Nhưng mà nặng hơn đó là tế bào mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng nguy hiểm hơn mỡ dưới da. Ví dụ như là các chị thấy người ta mập mập vậy đó, đôi khi người ta khỏe hơn người ốm vậy. Ốm nhưng dư mỡ nội tạng, bởi vì dư mỡ nội tạng. Còn cái người mập đôi khi mặc đồ chặt nhưng không có mỡ nội tạng vẫn tốt hơn. Còn cái người nào mà ốm mà đo ra dư mỡ là mỡ nội tạng nguy hiểm hơn, bởi vì mạch máu nó tắc nghẽn lúc nào mình không biết, gan có mỡ mình cũng không biết. Cho nên ngày hôm nay chỉ có một cách, đó là phòng bệnh, ăn buổi sáng đúng cách thì mình đã được 70% sức khỏe. Còn ai mà không ăn sáng, từ chối việc ăn sáng là cái gì đó, từ chối sức khỏe mình 70%. Bị sỏi, bị tiểu đường, tất cả mọi thứ hết, rồi thiếu máu, khối lượng tiền đình. Chiều ngày hôm nay mình sẽ học được vấn đề về quan trọng của máu, rồi tất cả những kiến thức liên quan đến cái việc mà ăn sáng được cái gì, được không? Rồi bây giờ giải pháp là cái gì? Cho anh cái hình đi. Giải pháp là cái gì? Thường là các chị ăn cái gì? Phở. Cơm, bánh mì, phở, bún, xôi, đúng không? Rồi trước khi ăn cái gì hãy hỏi cơ thể mình cần gì, đừng có suy nghĩ cái món nào ngon mà hãy suy nghĩ cơ thể mình cần dinh dưỡng gì để khỏe. Vậy thì cơ thể mình cần gì? Nãy giờ chị nói rất là nhiều là năng lượng, vi lượng, dưỡng chất thực vật. Vậy thì đó là cơ thể mình cần, nhưng thực tế chị ăn cái gì? Tô bún, tô phở, ổ bánh mì, cục xôi. Ví dụ như tô phở đi 30.000 thì các chị phân tích coi sao, thiếu cái gì, dư cái gì, nó thiếu cái gì? Thiếu vitamin, thiếu khoáng chất nè, thiếu chất xơ, bởi vì trong đó đâu có rau nhiều đâu. Rồi đạm hoàn chỉnh thiếu nè, béo tốt thiếu nè, tinh bột, tinh bột tốt nó cũng dư chắc, bởi vì họ chắc bảo quản này kia. Rồi gia vị là dư nè, bột niêm, bột ngọt, muối, đường mà niêm rất nhiều, có quả quá chất, chất bảo quản và năng lượng cao. Cho nên ăn vô xong 30.000 nhưng đáp ứng được cơ thể đâu? Không, bỏ ra 30.000 nhưng không đáp ứng được cho cơ thể của mình. Nhưng ngày nay cái gì bổ sung cái bộ này, protein là nãy các chị thấy bên ngoài nè, thêm một hộp body key nữa, cái hộp mà dung dung đó, cùng với hai hộp sơ. Các chị về các chị trộn lại với nhau thì mỗi một muỗng vào buổi sáng là 25.000. Nhưng nó đảm bảo được cho cơ thể mình đầy đủ đa lượng vi lượng và dưỡng chất thực vật. Rồi ai đây có em nhỏ đi học gửi ở trường nguyên ngày đâu vô tay? Rồi các chị mua này về cho nó, bởi vì sao? Bởi vì buổi sáng á, các chị thường á gửi em đi vô trường học để cho cô giáo ăn, cô giáo cho ăn. Vậy thì trong trường á có bao nhiêu người học sinh? 10-20 người. Vậy thì cô giáo có lo hết được không? Không. Cho nên ăn được thì được, không được cũng đâu sao. Cho nên lâu ngày con mình á bị ghẻ,
bởi vì thiếu kẽm. Rồi lâu ngày bị suy dinh dưỡng, ăn không được, rồi bắt đầu nó có vấn đề về sức khỏe của nó, cho nên cuối cùng không an tâm. Nhưng ngày hôm nay nó chị mua cái bộ này về, mình dùng xong mình chỉ cho con mình dùng luôn. Sáng muốn cho nó ngủ rồi đưa nó đến trường đi học đi, vô đó cô giáo cho nó ăn được cũng được, không được cũng sao, bởi vì đảm bảo được dinh dưỡng cho cơ thể nó. Mỗi một gia đình có 4 người thì rất là tiết kiệm luôn. Bởi vì 4 người thì mỗi người 30 ngàn là 120 ngàn. Tháng là nhiêu? Trên 3 triệu rồi. Nhưng ngày hôm nay cái bộ này là 3 triệu mà cái gì dùng được 4 người, nhưng đảm bảo cho sức khỏe của mình đầy đủ dinh dưỡng. Cái gì chọn cái nào? Chọn cái nào? Cho nên ngày hôm nay á, có nhiều người đó bây giờ ăn quen rồi, uống vô không no. Có không? Ăn quen rồi, uống vô đâu có no. Rồi bây giờ ăn cho nó đã cái miệng, chứ uống cho nó ngay đâu đã. Cái bộ này á là cái bộ để hỗ trợ dinh dưỡng cho cơ thể mình. Ngoài ra mình thèm cái gì đó mình ăn cái đó, chứ không phải nhịn ăn. Cho nên ngày nay đến đây học xong cái gì đó thôi, người ta kêu mình nhịn ăn thì mình không ăn đâu, là chết luôn á. Vẫn uống bình thường, rồi sau đó thèm gì cứ ăn bình thường. Nhưng các chị biết các chị ăn ít cái gì, ăn nhiều cái gì. Ví dụ như tinh bột là ăn ít lại nè, rồi gia vị là ít lại, cái nước á là hút ít lại. Cái nước trong cái tô bún tô phở á hút ít lại đi, một niêm không đó, thấy nó ngon gì đấy chứ, một niêm không đó. Cho nên ngày nay đây là cái giải pháp để mình ăn sáng trung tâm, mỗi một buổi sáng một củ, cộng thêm trái bắp, củ khoai. Rồi ai muốn đói bụng thì ăn, thì mà uống thì không cũng được, thì mình đảm bảo được sức khỏe. Các anh chị biết nè, dùng 3 ngày thôi các chị đi vệ sinh thì rất là đen luôn, bởi vì trong đây nó có chất xơ là nó đào thải ra rất là sạch luôn. Ai bị đau bao tử á, các chị hỗ trợ dinh dưỡng này đi, 15 ngày là kết thúc, 15 ngày là kết thúc. Ai bị chỉ nội chỉ ngoại dùng 2 tháng là kết thúc, hỗ trợ thêm dinh dưỡng này. Cho nên ngày hôm nay cái bộ này nè, bà ngoại gì bị chỉ nội, bà ngoại bị chỉ nội bị polyp đại tràng, bác sĩ nghiêm cấp. Cái bà ngoại nói với Linh Cần Thơ có cái chỗ nào muốn nhà trọ để ở đó để đi khám bệnh. Vì nói ngoại bị cái gì, ngoại nó bị chỉ nội. Cái gì nói đó, bây giờ bác sĩ kêu cấp polyp rồi, bây giờ phải lên trận chỉ cấp. Vì nói phải phải lên. Và lúc đó gì lấy cái bộ này về cộng thêm canxi, cộng thêm vitamin B nữa. Thì nói uống tán đi, nếu mà không hết thì đi khách, còn hết thì khỏi đi. Dùng 15 ngày đi vệ sinh được rồi đó. Và đến thời điểm này cũng vô cách luôn. Cho nên dùng cái bộ này nghiêm túc đi, các chị để ý là 3 đến 5 ngày hệ tiêu hóa mình phải còn sạch. Ai bị mụn giống như bác sĩ Đạt hồi xưa á, cái bộ này rất là phù hợp lắm. Trời ơi, uống cho đi, hệ tiêu hóa nó sạch cái ha. Rồi sau đó da mình sáng lên, đẹp lên, người ta hỏi mình uống cái gì vậy. Mình chỉ cho 10 người, 10 người uống cái bộ này là cái gì dùng miễn phí rồi đó. Cho nên nhà mình ăn sáng hồi đó giờ mấy chục năm ở bên ngoài có ai trả tiền cho mình không? Nhưng ăn sáng đây chỉ 10 người có tiền, cái tại sao không? Được không? Được rồi. Đó là cái bữa ăn đúng cách là buổi sáng, và mỗi một ngày mình làm gì để có sức khỏe tốt. Và buổi chiều ngày hôm nay vô cùng quan trọng, bởi vì chiều nay mình sẽ học một chủ đề, đó là